Xem tử vi về tuần mới, rất hoan hỷ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: về thần tài hứa hẹn đem lộc đến tận cửa nhà với tốt. Ba con giáp sau đây là ba con giáp may mắn được thần tài giang tay trợ giúp, nên những con giáp này hãy chuẩn bị may túi ba gang để đựng tiền. Trong 2 ngày, từ ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022 phải dương lịch. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn được thần tài phù trợ trong 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Thần tài hứa hẹn đem vàng đến tận nhà với tốt những con giáp sau đây may túi ba gang để đựng tiền. Với những thời điểm này và những con giáp này là những con giáp vô cùng may mắn và giàu có, hoan hỷ đón nhận lộc trời. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, đó là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người tuổi Mão. Đối với con giáp người tuổi Mão thì đã rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường hay những áp lực phải chịu đựng trước đó, thì trong thời điểm này bản mệnh là người có con đường tài lộc suôn sẻ và hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà người tuổi Mão. Và trong những thời điểm này thì tài lộc của con giáp người tuổi Mão còn được góp phần bởi là thần may mắn, thần tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có những ngày mà mình kiếm tiền rất dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. Với thời điểm thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến. Trời phú cho những người tuổi Mão là người không chỉ là sở hữu sự lanh lợi, sự sáng suốt mà còn sở hữu những sự may mắn và người có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được những điều mình mong muốn. Và đối với người tuổi Mão, khi bước qua 2 ngày, đó là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 này, thì người tuổi Mão phải nhanh tay chớp lấy những thời cơ hoàng kim có 102 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, đó là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người tuổi Dần. Đối với con giáp người tuổi Dần là người có tính cách mạnh mẽ kiên định, họ luôn luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được những thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác thì họ có thể không may mắn bằng, nên họ luôn luôn cố gắng và cố gắng rất nhiều để tìm những cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn và sung túc hơn đối với mình trong cuộc sống, và khiến cho mọi người nhìn họ phải ngưỡng mộ. Và trong những thời gian vừa qua thì với những người tuổi Dần là người đã gặp không ít những khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Và tuy nhiên thì với vận may của người tuổi Dần sẽ đến bất ngờ và lội ngược dòng, đặc biệt là trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực hơn để giải quyết những vấn đề còn đang bế tắc. Bên cạnh đó, họ còn luôn luôn được quý nhân xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để giúp đỡ người tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn hơn. Với người tuổi Dần thì sẽ nhận được rất nhiều tin vui, giúp cho tinh thần cùng gia đình thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Đối với người tuổi Dần này cũng thuộc trong top những con giáp may mắn kiếm tiền trong 2 ngày. Chính vì vậy mà khi bước vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 này, người tuổi Dần phải nhanh tay chớp lấy những thời cơ hiếm có này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người tuổi Sửu. Đối với người cầm tinh con giáp Sửu thì đa phần là con giáp hiền lành,
dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tiếp người thích sự ổn định lâu dài, chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả mà ngã về không. Trước lúc người tuổi Sửu mà bị hung tinh chiếu mệnh, nên cuộc sống đã gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở, và con đường sự nghiệp thì bị ngưng trệ, không có bước tiến. Và trong những thời điểm này thì tài vận của người tuổi Sửu đã dần dần được khởi sắc, nhất là khi bước qua hai ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12 này, là nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ mà con giáp này sẽ có một bước ngoặt trên con đường sự nghiệp. Với người tuổi Sửu là người bước sang một năm mới với vận thế khác, bạn gặp được rất nhiều may mắn và cơ hội trong công việc liên tiếp đến với bạn. Còn người làm kinh doanh là người kiên trì nỗ lực hơn thì may mắn chắc chắn sẽ đến với bạn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 đến Tết năm 2023 thì những con giáp nào là những con giáp có cơ may phát tài nhất, là những con giáp may mắn có thể nói là vơ hết tài lộc trong thiên hạ về nhà mình. Và theo tử vi dự đoán rằng bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 đến Tết năm 2023 thì có 4 tuổi sau đây là 4 tuổi có cơ hội trở mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tỵ. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì người tuổi Tỵ là người có tính tình dễ gần, dễ mến và luôn hòa đồng với mọi người. Họ là người luôn biết đối nhân xử thế nên được rất nhiều người yêu mến và quý trọng. Với con giáp người tuổi Tỵ này cũng là một trong những con giáp sống rất thực tế nhất ở trong số 12 con giáp. Và trước khi họ làm việc gì thì họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước của họ. Với con giáp này là con giáp có tính trung thực, rất đáng tin cậy, nói được làm được. Và bắt đầu từ tháng 12 ở dương lịch này trở đi đến Tết năm 2023 thì người tuổi Tỵ là người có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, con đường thu nhập thì dồi dào. Với người tuổi này, nếu như làm công ăn lương thì sẽ luôn được cấp trên trọng dụng, giao cho những trọng trách và nhiệm vụ mới. Có thể trong những thời gian này họ sẽ phải đi công tác xa, nên hãy chuẩn bị một tinh thần và chuẩn bị sức khỏe cho thật tốt. Còn với những người làm ăn kinh doanh, chắc chắn sẽ chốt được nhiều thương vụ và những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời và họ sẽ có những cơ hội thăng tiến và thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp ổn định ngày càng phất lên như diều gặp gió. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với con giáp người tuổi Ngọ thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra, người tuổi Ngọ là người có phần nóng nảy nhưng rất tài giỏi và có chứng kiến riêng của mình. Họ là con giáp đam mê trong công việc và có thể biến công việc trở thành sở thích. Và từ giờ đến Tết 2023 thì con giáp này sẽ hiểu được những ý nghĩa trong công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng. Họ có thể hoàn thành công việc một cách kịp thời với lý tưởng riêng của bản thân và những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Với đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được những tinh thần tích cực của người tuổi Ngọ. Họ được cấp trên để mắt đến và trao cho những cơ hội tiến thân. Ngoài ra thì vận đào hoa của con giáp này cũng có dấu hiệu bùng phát. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Mùi. Bạn rất giỏi nghiên cứu những cảm xúc và luôn luôn có thể nhìn thấu hiểu mọi thứ. Bạn là người có khả năng phán đoán chính xác và có sức mạnh mẽ. Bạn đã và đang phát triển và bạn phải mang lại cho mình những cảm giác an toàn. Với những người tuổi Mùi là người trông có vẻ bề ngoài yếu ớt nhưng thực chất chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Bạn luôn có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng và bạn không chủ động làm tổn thương ai, nhưng bạn cũng không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng như vậy. Và bắt đầu từ giờ đến Tết năm 2023 thì ngôi sao tài lộc sẽ quay trở lại với bạn và người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Mùi sẽ được dự đoán là tăng quan tiến chức, tăng tài lộc, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.
Mùi là một trong những con giáp vô cùng giàu có. Mùi cũng không đặc biệt là quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng Mùi luôn luôn có được cả danh lẫn tài và sẽ luôn luôn trân trọng tất cả những gì mà Mùi đang có. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Chửu. Và theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì với con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Chửu sẽ rất hành động. Với Chửu là con giáp đón nhận nhiều cơ hội mới trong tháng 12 âm lịch. Nếu như biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho Chửu bứt phá trong năm 2023. Còn chuyện tình cảm của người tuổi Chửu cũng vô cùng tốt đẹp. Với người độc thân, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu và tìm được một nửa kia của chính mình. Cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới các mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này. Và tuy nhiên thì Sửu cũng cần phải chú ý hơn nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Với Sửu cần phải chú ý hơn mọi vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa hoặc lái xe đường dài vào buổi đêm là không tốt. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.